Rõ biệt và trước mặt. Mở rộng tầm nhìn. Cảm nhận hơi thở. Cảm nhận cơ thể. Cảm nhận hơi ấm từ ngọn lửa lan tỏa ra. Cảm nhận không gian mát lạnh của núi đồi. Tiếng gà gáy sáng. Tiếng chim hót. Cảm nhận vùng trời đất này. Trời đất rộng lớn này. Chúng ta làm cho hỷ lạc của mình sanh khởi lên sự hỷ lạc. Sanh khởi lên sự vui mừng. Sự bình an, sự ấm áp, sự tu học nhiệm màu ở trên núi rừng. Con xin mời đại chúng ta chia sẻ mình sanh ra đây để làm gì. Có mặt ở trên cuộc đời này để làm cái gì? Thôi mấy chú mới đi, chúng ta ngồi quanh ngọn lửa hồng để mà đàm đạo. Sinh ra đây để làm gì? Mình có mặt trên cuộc đời này để làm cái gì? Mục đích của đời sống này là gì? Chúng ta sẽ mời những vị mới được lần lên các cái vị ở lâu. Chú Hùng đi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý sư phụ, quý thầy cùng quý sư cô và các đại chúng.
Dạ, con xin trả lời câu hỏi của sư phụ dựa trên cái sự hiểu biết của con. Thì như con quan sát thấy ở trong tự nhiên thì các cái cây, các cái hoa hoặc là các cái con vật xung quanh mình thì mỗi con nó sinh ra đều có một cái nhiệm vụ riêng. Như cái bông hoa, mỗi loài hoa thì sẽ cho một cái hương sắc riêng, một cái vẻ đẹp riêng. Mỗi cái cây thì cũng cho một cái loại trái cây riêng hoặc là một cái thực phẩm. Còn mỗi cái con động vật đó thì cũng có một chức năng nhiệm vụ riêng, như con chó, con gà, con mèo. Thì con nhận thấy mỗi cái loài động vật, mỗi loại thực vật như vậy đều có một cái nhiệm vụ riêng của chúng ở trên cái trái đất này. Thì con nghĩ là con người mình cũng như vậy. Con nghĩ là trong mỗi bản thân mỗi con người chúng ta đều tiềm ẩn một cái năng khiếu mà trời ban. Mỗi người sẽ có một cái năng khiếu riêng và không ai giống nhau. Thì quan trọng là chúng ta phát hiện ra được cái năng khiếu bẩm sinh đó và trau dồi nó lên, rồi đạt đến một cảnh giới nào đó, và cái năng khiếu đó sẽ giúp ích cho loài người và toàn thể nhân loại. Dạ con xin hết ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bậc trên sư phụ, kính bậc trên các thầy, các sư cô và đại chúng. Con xin trả lời câu hỏi của thầy. Trước khi con chưa lên đây, chưa biết về Tam Bảo, thì suy nghĩ của con là sống ở trên cuộc đời này là sinh ra, đi học và đi kiếm tiền. Nhưng khi con lên đây và cảm xúc của con ngay lúc này là con cảm nhận lại, con cảm thấy sinh ra trên cuộc đời này là buồn, là khổ. Con nhìn nhận lại từ lúc con sinh ra tới bây giờ 33 năm có vui, có buồn. Nhưng những cái ở ngoài xã hội đó nó lại dẫn dắt con đi theo một hướng là sai. Những cuộc chơi của con, những cái tham ái, tham dục của con, nó chỉ làm cho bản thân con cảm thấy sung sướng. Nhưng những điều đó lại làm cho những người xung quanh con, nhất là những người sinh ra con, ba con, mẹ con, lại buồn, lại khổ. Và con nhìn nhận lại, những lúc con đi chơi về khuya, mẹ con ở nhà thức hôm, thức đêm để chờ con về. Và trong khi đó, như khi mẹ con gọi cho con thì con lại khóa máy. Con không biết được cái cảm xúc của mẹ con chỉ biết cảm xúc cho bản thân con. Đó là con ích kỷ. Và ngày hôm nay con có mặt tại đây, con mong quý thầy, bậc sư phụ và quý sư cô và các bạn đồng tu ở đây giúp đỡ con để con nhận ra, hiểu ra và con tìm lại chính mình để con trở về phụng dưỡng cha mẹ và trở thành một người tốt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, quý sư cô, và con kính bạch trên toàn thể quý vị Phật tử. Thì sau khi suy tư về câu hỏi của sư phụ thì con thấy
Thời gian trước đây khi con ở ngoài đời thật là vô nghĩa, thật là vô ích. Từ nhỏ khi sinh ra cứ ăn chơi, ngủ nghỉ, tham dục ở chỗ này chỗ kia, thỏa mãn những cái cảm giác, những đòi hỏi ở bên trong mình, tìm kiếm chỗ này, tìm kiếm chỗ kia, thì thân tâm không bao giờ được an ổn. Cứ đi học, cứ sinh ra rồi đi học, được đi học rồi là được kiếm cái nghề, cái bằng cấp để được đi làm, để tự nuôi sống bản thân mình. Thì sau khi đi học xong, trải qua một thời gian đi làm, thì con tự nhìn nhận lại, con có một cái suy nghĩ, cứ sáng ngủ mở mắt ra thì đến công ty để đi làm, xong chiều tối về ăn uống lại tiếp tục làm, làm rồi ngủ, rồi sáng ngày lại tiếp tục những công việc đó, rồi mở mắt ra thì cứ đi làm, đi làm xong thì lại nghỉ ăn rồi lại làm, rồi về ngủ ăn rồi lại tiếp tục mở mắt ra đi làm, mỗi ngày cứ tiếp tục cái vòng lặp như vậy. Thật là mệt mỏi, và con cảm thấy thật là vô nghĩa, và con không biết, lúc đó con không biết ý nghĩa thật sự của cuộc đời này là gì, khi cứ đi kiếm tiền, kiếm miếng ăn. Rồi con hỏi mình là cứ đi làm, cứ ăn, rồi cứ như vậy về già rồi chết hay gì. Rồi sau này lại sinh con, lo cho con, rồi cuộc sống là cứ mày tắt mặt túi như vậy, rồi để làm cái gì. Thì luôn có một sự trăn trở như vậy. Rồi khi con nghe được bài pháp của sư phụ, sư phụ có nói đời người rất là khó có được, rất khó để được làm người. Làm người mà không biết tu thì thật là uổng phí, uổng lắm, uổng cho một kiếp người. Thì lúc đó cảm xúc trong con nó dâng lên, và con cảm thấy đúng là như vậy. Cảm thấy cuộc đời thật là vô nghĩa khi cứ mãi tìm kiếm, thỏa mãn những đòi hỏi, những thiếu thốn từ bên trong, nhưng mà nó không bao giờ được thỏa mãn. Ngày này ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi về, nó ớn rồi, nhưng qua mai nó lại tiếp tục thèm khát nữa. Thì nghĩ lại, thì khi mà con nghe sư phụ giảng thì con thấy đúng là như vậy, là không bao giờ thỏa mãn được cái cơn thèm khát, cơn đói khát của những cảm giác, của những đòi hỏi. Thì sư phụ nói đời này, sống trên đời này làm người rất khó, mà nếu không biết tu thì thật là uổng phí cho một kiếp người, cứ sanh sanh tử tử, cứ mãi sanh ra rồi tìm kiếm miếng ăn, rồi lại già chết, rồi lại tiếp tục sanh ra, rồi lại chịu những đau khổ, những phiền muộn. Thì con thấy thật là đúng như vậy, và con muốn thoát ra khỏi những đau khổ, những đòi hỏi, những khao khát làm cho mình phải phiền não. Thì con mới quyết định đi lên đây, và từ nãy giờ thì con có nhớ đến một câu nói của Ngài Ajahn Chah. Ngài nói, ta sinh ra để không bao giờ phải sinh ra nữa. Thì con càng xác quyết hơn đối với quyết định của mình, đối với mục đích, con đường mà mình đang hướng đến và muốn tìm đến. Dạ, con xin hết ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, con kính bạch trên quý thầy, con kính bạch trên quý sư cô, con kính bạch trên toàn thể đại chúng. Dạ, kính thưa sư phụ, con sự tu học còn yếu kém nên con xin trả lời câu hỏi của sư phụ. Dạ, chúng sanh bị sanh ra thừa tự các nghiệp của mình, bị chi phối bởi vô minh, nghiệp nhân quả, làm nô lệ cho tham ái, thọ hưởng các dục trưởng dưỡng, và sau khi biết được đến chánh pháp, thấy được thân tâm của mình, thì con đi tìm cái không bị sanh già bệnh chết chi phối để chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này. Dạ, kính thưa sư phụ, con xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên sư phụ, kính thưa quý thầy, quý sư cô cùng toàn thể đại chúng. Dạ, mô Phật, bạch trên sư phụ. Khi sư phụ đưa ra hai câu hỏi này, thì tưởng và hành của con hiện về một cái hình ảnh của quá khứ, cũng là nhân duyên đưa con vào đạo. Đó là vào năm con lên lớp 6, khi con ngồi ở phía ngoài nhà, thì thấy một con rắn đuổi theo một con cóc. Nó đuổi cho bằng được, con cóc thì lật đật phải chạy trốn, chạy khỏi sự sát hại. Và rồi bắt đầu khi con ngồi, lúc đó thấy cái hình ảnh đó, thì hình ảnh của cha mẹ, đời sống của cha mẹ, đời sống của mọi người xung quanh mà con bắt gặp được. Vì con ở quê cho nên đời sống của họ lam lũ mà khổ cực, rồi rất là nhiều vấn đề. Bắt đầu nó hiện khởi khi mình ngồi nơi góc nhà. Và con ngồi con suy tư, chẳng lẽ mình sanh ra rồi mình lớn lên, cha mẹ cho đi học, đi học rồi bắt đầu đi làm, đi làm rồi bắt đầu có gia đình, có con cái, rồi bắt đầu về già rồi mình chết. Cuộc sống của mình nó vô nghĩa như vậy sao? Sao mà chán dữ vậy? Con cứ ngồi suy tư. Rồi tiếp tục, khi mình chết đi rồi mình lại tái diễn tiếp tục một đời sống như vậy nữa à? Cuộc đời mình nó vô nghĩa như vậy sao? Có mặt để mà cứ lẩn quẩn trong, kìm hãm trong có cái gì đó à? Sao mà vô ích dữ vậy? Còn mấy ngày liền cứ ngồi suy nghĩ, rồi cứ hình ảnh con rắn con cóc cứ hiện về. Và bắt đầu con đi tìm chùa. Con vào một cái chùa, con nhờ một Phật thầy, con muốn được tụng kinh. Thầy cho con xin một quyển kinh nào đó để con tụng. Thì thầy đưa con quyển Từ Bi Thủy Sám Pháp. Đó là quyển kinh đầu tiên con tụng. Và nhà con là người đầu tiên tụng kinh kệ tự mình lập ra. Cho nên cái nhà ngày xưa ở trên núi mà giống cái chùa lắm. Xong con bắt đầu đi mua thỉnh, chuông, mỏ. Và bắt đầu tụng kinh vào mỗi tối, trong trì hành trì thủy Từ Bi Thủy Sám Pháp trong 3 năm. Thì vào những cái ngày đầu mà bắt đầu đọc tụng Từ Bi Thủy Sám Pháp thì càng ngao ngán hơn nữa.
cha mẹ mình không phải chỉ có đời này mà nhiều đời nhiều kiếp. Do vậy, khi sanh ra mình rồi phải chịu nhiều khổ đau vì nuôi con phải làm biết bao nhiêu việc bất thiện pháp, nhiều khi bị đọa lạc nữa. Sao mà mình bất hiếu dữ vậy? Sanh ra chỉ làm khổ người ta không à? Rồi tới cái phần quyển 3 thì nói về cảnh khổ của địa ngục. Những đau khổ mà mình đã tạo nghiệp, chúng sanh đã tạo nghiệp bị dày vò trong đó, không có ngày dứt. Cô vẫn nhớ cái hình ảnh mà mình tụng kinh mà mình lại xem hối trong đó mà mình khóc khi còn nhỏ. Sao mà khổ như vậy? Sao mà thương như vậy? Rồi có thể là cha mẹ mình trong nhiều đời nhiều kiếp cũng còn ở trong địa ngục như vậy á, sao mình bất hiếu như vậy? Cô thế trong lòng con nuôi dưỡng, mình phải tìm được một cái gì đó mình trả hiếu, không những cho cha mẹ trong đời này mà cha mẹ trong muôn đời. Và lần thứ hai khi mà con lên trên đây, con từng quỳ trước sư phụ con khóc. Con hỏi sư phụ cũng câu hỏi này: Vô Phật sư phụ, con là ai? Con sanh ra để làm gì? Mục đích con có mặt trong cuộc đời này để làm gì? Và lần thứ ba là lần ngày hôm nay, sư phụ bắt đầu hỏi lại câu hỏi này. Dạ Mô Phật, thì khi lúc đây thì câu trả lời của con đó là con vốn dĩ là bị sanh, chứ không phải là con sanh ra, mà là con bị sanh. Vừa rồi con bị già, bị bệnh, bị chết, bị chính cái nghiệp mình tạo, bị vô minh thay mái mà mình có mặt trong cuộc đời này. Vì mục đích trong đời sống này là gì? Thì vốn dĩ đời sống này không có cái gì hết, không lè gì hết, không có cái gì để nương tựa hết, không có cái gì để đáng để hoan hỷ hết. Giống như cái ngọn lửa này, nó là một pháp hữu vi, nó bị sanh, nó sẽ bị sanh, sẽ bị già, sẽ bị hội diệt đi. Vậy mục đích mình tu tập nó để làm gì? Mình thắp lên cái ngọn lửa bất diệt trong con người mình, chính cái ngọn lửa đó mình nương tựa nơi chính mình, nương tựa nơi cái ngọn lửa đó, không nương tựa những cái gì hữu vi vô thường, khổ vô nghĩa. Và tất cả những gì tập khởi thì tất cả pháp ấy đều phải bị hội diệt. Và giống như cái câu hỏi mà khi con đi xuất gia về bài pháp phong que của sư phụ cũng vậy. Đó là vì thấy cuộc đời này toàn là sanh diệt vô thường, vì cái nào trong thật trong đó thì cái câu hỏi đó cũng chính là cái câu trả lời mà cũng nhân duyên khi con vào thất con đọc được một hai trang trong kinh Tương Ưng của Đức Phật, dần dần thấy nó hé lộ ra. Sự tập khởi, sự hội diệt, sự sanh, sự diệt, sự biến hội, sự khổ não, sự vô ngã, không thể nào thoát khỏi cái đó được, không thể nào rời được. Đó cũng chính là bản chất của đời sống. Và Đức Phật đã đi tìm cầu cái gì trí thiện, tìm cầu cái gì vô thượng để mà thoát khỏi cái bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cảm ơn sư phụ và quý thầy với sư cô ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, thưa quý thầy với sư cô cùng toàn thể đại chúng.
Theo lời của sư phụ thì chúng ta sinh ra đây để làm gì? Thì con có một ý hành theo lời dạy của Đức Phật là ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Và con cũng có suy tư đó là chúng ta nếu mà có hai con đường, một là trong đời này mọi người sinh ra để thỏa mãn tham ái và dục vọng. Đối với con thì tại bây giờ con sinh ra để con tìm cầu con đường để mà giải thoát, thoát khỏi cái cảnh khổ, luân hồi và phiền não khổ đau này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên Sư Phụ, kính bạch trên quý Thầy, quý Sư Cô cùng toàn thể đại chúng. Kính thưa Sư Phụ, qua câu hỏi của Sư Phụ cũng như con được ngồi lắng nghe sự chia sẻ của đại chúng, quý sư cô, quý thầy, trong lòng con cũng có những cái câu hỏi cho chính tự thân mình và những câu giải đáp những thắc mắc đó, nhìn nhận về tự thân tâm của chính mình trước khi con được xuất gia. Thì một nỗi trăn trở trong con luôn sinh khởi là con luôn luôn mong muốn làm được việc gì đó, một điều gì đó thiện lành đến với tất cả, và ngăn muốn ngăn ngừa đi những điều tội lỗi xấu xa làm hại gây tổn thương đến mọi người cũng như các loài hữu tình đối với môi trường. Vì những đau khổ mà tất cả đều phải nhận lấy và những tìm kiếm, những vui chơi, những ưa thích, thèm muốn, sự khao khát của dục vọng luôn dẫn dắt và trong lúc đó con cảm thấy một sự gì đó rây rứt trong tâm khi mà thọ hưởng những sự an lạc, hạnh phúc trong những dục vọng, những đam mê, những thèm muốn được thỏa mãn. Và con luôn luôn thấy được sự an tịnh, lắng dịu nhẹ nhàng khi được mở rộng tầm nhìn, khi được một mình đứng trên núi cao nhìn khoảng trời mênh mông bao la. Luôn luôn lúc đó con luôn đi tìm những thứ gì gọi là an ổn
bình an hạnh phúc nơi chính tự thân tâm, và cũng mong muốn ray rứt, mong muốn rằng niềm hạnh phúc an vui này cũng đến với gia đình, cũng đến với tất cả mọi người. Suy nghĩ đó khởi lên và con nỗ lực, mong muốn và cố gắng đi tìm nhiều nơi, nhiều chỗ. Và thật may mắn khi con được đến với Đạo Phật, đến với những lời dạy của Đức Phật, đến với được những thiện duyên lành, đến với sự chỉ dạy, sự nhiệt huyết, nhiệt tâm từ trên sư phụ, sự thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc chở che từ quý thầy, quý sư cô và đại chúng ở nơi đây. Niềm hạnh phúc an ổn nơi chính tự thân tâm, và cảm nhận được những điều không phải những xấu xa, những tội lỗi, những bất thiện từ bên ngoài, mà ngay chính tự thân tâm này, sự ô uế, nhơ bẩn, sự xấu xa, độc ác. Và mục đích hiện tại của con hiện tại đây là nhìn thấy được tất cả được phơi rõ, được chỉ rõ, được nhìn thấy đầy đủ, trọn vẹn hết tất cả những gì đã bị che kín, che khuất, và mong muốn nỗ lực để có thể làm cho trong sạch, làm cho thanh tịnh nơi chính tự thân tâm này. Và mong muốn được sự bình yên nhỏ bé, những sự thấy biết tột cùng của Đức Phật sẽ soi sáng nơi tự thân tâm con. Và sự nỗ lực tinh cần vẫn luôn được giữ vững để có thể chấm dứt, tiêu diệt hết tất cả tìm cầu sự an ổn, bình an khỏi các khổ ách, khỏi những vướng bận, khỏi những ràng buộc. Đó là những cảm nhận, suy tư của con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch trên sư phụ, kính bạch quý thầy, các sư cô và đại chúng. Ở trong giờ phút này, khi mà con nghe sư phụ hỏi, khi nãy nghe sư phụ hỏi về mục đích và ý nghĩa của cuộc đời này, và khi con nghe quý thầy, quý sư cô và đại chúng chia sẻ, nói lên những cảm nhận của mình về mục đích và ý nghĩa của đời sống,
thì tự thân con cũng nhìn lại. Thì trong giây phút này khi mà đã biết tới Phật Pháp, biết tới ngũ uẩn, thì con mới nhìn thấy trước kia lúc mà con chưa biết về đạo, thì con cũng hỏi anh họ của con là lúc đó con đau khổ quá, con bị ba mẹ chia tay nhau rồi chuyện gia đình các thứ, thì con mới hỏi anh họ con là ý nghĩa của cuộc đời này là cái gì hả anh? Thì lúc đó anh không trả lời mà anh lại chửi con, anh la mắng con. Thì lúc đó con lại càng đau khổ nữa. Con lúc đó trong lúc đau khổ như vậy, con hỏi anh họ ý nghĩa của cuộc đời nó này nó ở nằm ở chỗ nào hả anh? Thì cô trả lời là bị anh la mắng, anh quở trách. Thì con khi con nhìn lại, thì con sống ở ngoài đời thì con có những cái ảo tưởng về một tương lai, rồi mình đi làm việc, rồi mình lập gia đình, rồi mình kiếm tiền lo cho mẹ cho cha, rồi cuối cùng rồi tính tới cái chỗ là mình đi đến chỗ chết. Thì con thấy khi con chiêm nghiệm về cái chết thì con rất sợ hãi, nhưng mà con không tìm ra được câu trả lời. Và hôm nay khi mà gặp được Phật Pháp rồi thì con mới thấy là từ lúc mà con sinh ra tới giờ con thấy cứ luẩn quẩn. Khi mà biết tới ngũ uẩn thì con mới thấy nó cứ luẩn quẩn trong ngũ uẩn, luẩn quẩn trong những cái tham sân si vô minh bản ngã. Từ những cái đó nó cứ làm khổ mình, làm khổ người. Và ngay trong giây phút hiện tại đây thì từ nãy lúc, từ cái lúc mà con đốt chuẩn bị cái đống lửa này và đến lúc con đốt ngọn lửa này lên, và trong khi cái ngọn lửa này nó sắp lùi tàn, thì con thấy được cái cuộc đời của mình ở trong cái đống lửa này nó là vô nghĩa, trống rỗng, nó là tan nát biến hoại, chỉ toàn là những đau khổ. Đi đến chỗ đau khổ, tan hoại, tan nát. Cũng giống như lúc những lúc mà khi mà được sư phụ chỉ dạy làm việc hoặc là sắp xếp cho đại chúng, mà cái tâm con, cái ngũ uẩn con nó cứ luẩn quẩn trong tham sân si vô minh bản ngã, nó không có được cái ánh sáng để soi chiếu, để nó thấy được cái vòng luẩn quẩn đó, mà nó cứ si mê trong đó, cứ đau khổ trong đó, nó không thoát ra được. Thì con thấy cái cuộc đời nó vô nghĩa, nó cứ luẩn quẩn, cứ luân hồi lòng vòng mãi trong cái dục ái, tham sân si, những cái si mê, những cái chấp ngã trong đó. Nó không thấy rõ được cái con đường để thoát ra, vượt ra những cái thứ đó, mà nó cứ chìm đắm tâm tối ở trong những cái vòng luẩn quẩn, hết ngày này qua ngày khác, hết tháng này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác, nó cứ hoài ở trong đó, nó không đi ra được. Thì con thấy cái cuộc đời nó này nó cứ luẩn quẩn trong cái vòng đó, con thấy nó vô nghĩa, vô ích. Nếu mà không tìm được ánh sáng của Phật Pháp, ánh sáng của trí tuệ, nhìn thấy được năm mẫn thanh tâm của chính mình, thì cái vòng luẩn quẩn luân hồi này nó cứ triền miên hoài, không có ngày thoát ra. Mà con thấy nhờ được cái trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao, thì nhiều lúc con vẫn khởi lên những cái ánh sáng đó, nhưng mà nó không được duy trì lâu dài, thì cứ tâm tối hoài như vậy. Thì con cảm nhận một điều rằng là cái cuộc đời này nó vô nghĩa, trống rỗng. Bản chất cuộc đời nó là trống rỗng, trống không, nó đau khổ. Thực sự nó không có một chút nào hạnh phúc ở trong đây cả. Giống như cái câu trong bài kinh mà sư phụ đã từng giảng, phàm cái gì được cảm thọ đều nằm trong đau khổ.
Có những lúc con chiêm nghiệm về cái câu nói này thì con thấy cuộc đời này nó vô nghĩa, vô ngã, trống rỗng. Nhưng mà con vẫn chưa có thoát ra được cái vòng luẩn quẩn đó được. Và con mong trên sư phụ, quý thầy và đại chúng chỉ dạy và giúp đỡ cho con, để con có cái được cái chút ánh sáng, để con có thể thoát ra được cái vòng luẩn quẩn ở trong ngũ uẩn và vòng luân hồi này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin cảm ơn trên sư phụ, quý thầy, quý sư cô và đại chúng. Xin mời đại chúng chúng ta đứng lên, chúng ta lại bài kệ bốn câu trong sám hối diệt ngã. Bản chất cuộc đời là trống rỗng, bản chất cuộc đời là trống không, bản chất cuộc đời là cảnh mộng, dễ dàng tan biến vào hư không. Bản chất cuộc đời là trống rỗng, bản chất cuộc đời là trống không, bản chất cuộc đời là cảnh mộng, dễ dàng tan biến vào hư không. Bản chất cuộc đời là trống rỗng, bản chất cuộc đời là trống không, bản chất cuộc đời là cảnh mộng, dễ dàng tan biến vào hư không. Kính thưa quý thầy, quý cô và đại chúng, chúng ta cần phải chiêm nghiệm sâu sắc và quán chiếu sâu sắc về bản chất của đời sống này, mục đích chúng ta sanh ra đây để làm gì? Nếu chúng ta không có xác định được, không thấy rõ được, thì đời sống của mình đó, trở thành một cái đời sống vô nghĩa, vô ích, vô giá trị, trống rỗng. Thậm chí là một đời sống tội lỗi, đầy khổ đau và ác nghiệp. Chúng ta đi mua một món đồ, mình cũng tính để làm cái gì?
chúng ta mua một chiếc xe thì cũng có mục đích rõ ràng, sử dụng nó như thế nào. Nhưng mà đời sống chúng ta lại lãng quên. Chúng ta chỉ nhìn thấy những cái mục đích ngắn, gần, cạn ở trước mắt, và chúng ta không có nhìn xa hơn. Thật sự đời sống này chúng ta sanh ra để làm gì? Mục đích của nó là gì? Giá trị và ý nghĩa thật sự của kiếp người này là gì? Chúng ta nhìn thấy là có ba cái hướng đi. Của con người, hướng đi thứ nhất, cái mục đích của họ là để chạy theo những cái tham muốn. Cả một đời sống là để tìm cầu, tìm tòi, để thụ hưởng. Bất chấp những điều ác, tội lỗi, nghiệp báo, chỉ làm sao với mục đích là hưởng dục. Cái này là cái chung của phàm phu, của người không biết tu. Cái mục đích thứ hai á, là hướng đến thiện pháp, những việc làm phước báo công đức. Giống như quý vị đã nói đó, thoát khỏi suy tư, muốn làm một cái điều gì đó giúp ích mọi người. Và cái mục đích của đời sống của người này là chuyên lo làm thiện, những việc thiện, những việc lành, những việc phước báo, những việc công đức, lấy cái đó làm mục đích của đời sống. Chúng ta có thấy những người này không ạ? Có những người này có hiện hữu, có mặt trên cuộc đời không? Đây Đức Phật gọi là nhân thiên pháp. Và có một mục đích thứ ba nữa là bất tử. Giống như vừa rồi đồng hành nhắc cái câu của Ngài Ajahn-cha, sanh ra đây để rồi không còn sanh ra nữa. Đức Phật nói pháp của Ngài có hai. Một là nhân thiên pháp, hai là bất tử pháp. Tại vì hôm nay có những cái vị mới cho nên là và con cũng chia sẻ cho nó đầy đủ các phương diện để quý vị thấy được. Cái mục đích của người thứ ba là đạt đến cảnh giới bất tử, giải thoát, chấm dứt luân hồi. Đó là mục đích của người thứ ba, là của những bậc đa văn thánh đệ tử đã đi đến chỗ bất tử. Như Phật nói, dầu sống 100 năm, lời nhát không tinh tấn không bằng sống 1 ngày tinh tấn tận sức mình. Dầu sống 100 năm mà không thấy pháp vô thường sanh diệt không bằng sống 1 ngày mà thấy được pháp sanh diệt vô thường. Dầu sống 100 năm mà không thấy được câu bất tử
hơn bằng sống một ngày mà thấy được câu bất tử. Đời sống chúng ta thì rõ ràng thì cũng giống như cái đống lửa này thôi, đốt lên để rồi đi tới chỗ tàn lụng. Sanh ra để rồi diệt, sống để rồi chết. Nhưng mà trong cái quãng sống chết đó, giữa cái người biết tu, người không biết tu, thì Đức Phật nói rằng nó khác giống như từ bờ biển bên này qua đến bờ biển bên kia. Rất là xa, rất là xa giữa cái ác và cái thiện. Cho nên là sống như thế nào? Đức Phật nói rằng là dầu sống 100 năm mà lười biếng, lười nhác, không tinh tấn, không bằng sống một ngày mà nỗ lực tận sức của mình. Như vậy thì chúng ta tại sao cái thức khuya dậy sớm chịu lạnh, tại sao phải ăn chay nằm đất, có khi đói cũng không dám ăn, tại sao phải chịu khó sống lẻ loi cô độc đơn độc, có khi bị bạn bè, bị gia đình xem thường, giận hờn hay là từ mặt. Để chúng ta thực hành thiện pháp bất tử. Nếu chúng ta chưa đến bất tử, chưa có cái tầm hướng tới bất tử, để nói cho các quý vị mới đó, thì chúng ta phải hướng đến thiện pháp. Phải nỗ lực, chuyên cần, tinh tấn, phải phấn đấu, phải tăng thượng, phải hướng thượng, hướng tâm mình đến chỗ cao thượng. Phải luôn luôn thay đổi, đổi mới để mà phát triển, bằng sự nỗ lực, tinh cần, bằng sự tinh tấn, bằng sự siêng năng, bằng sự để tâm, sự quyết tâm. Chúng ta thực hành các cái thiện pháp, chúng ta nhớ rằng là chính cái thiện pháp, cái pháp lành này là nó hỗ trợ để cho mình đi đến bất tử. Nếu không có thiện pháp, không có phước lành, thì chúng ta sẽ không có đủ cái tư trợ, cái phương tiện. Những cái điều kiện để chúng ta đạt tới niết bàn, bất tử. Cho nên giàu sống 100 năm lười nhác không tinh tấn, không bằng sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Nên con nghe các chú tuy là còn trẻ còn nhỏ, các cô hay là các bà có những cái tâm nguyện làm những cái việc thiện giúp người, giúp đời, điều đó rất là tốt. Nỗ lực làm thiện, nghĩ thiện, nói thiện, hành thiện, phát huy cái thiện, hướng thượng đến cái thiện, tăng thượng đến cái thiện, phát triển trong cái thiện, làm cho thiện pháp quảng đại, rộng lớn. Nhưng mà nói là rộng lớn, nói là vĩ đại, nói là bao la, nhưng mà thật sự nó làm từ những cái hết sức là nhỏ thôi. Chẳng hạn như bây giờ thầy Pháp Hòa đi chất củi, đốt lên
Cái đống lửa đây có phải thiện pháp không? Cho mọi người được ngồi quay quần bên tu học, có phải cái đó là thiện pháp không? Chúng ta đi sắp mấy cái tấm bồ đoàn cho mọi người, đó có phải thiện pháp không? Nấu cơm cho đại chúng ăn có phải thiện pháp không? Đi quét cái sân cho sạch sẽ để cho mọi người được thấy già lam, tịnh địa. Thật ra là thiện pháp nó trong cái sinh hoạt thường nhật, nhưng mà cái dụng tâm của mình á, nó mức độ nào thì cái phước báo nó tương xứng với cái chỗ dụng tâm của mình. Thiện pháp nó muốn thành tựu thì nó phải diệt cái ác pháp. Đó tức là những cái giới không sát sanh, không trộm cắp, mọi người cư sĩ không tà dâm, không nói dối. Không có sử dụng những chất sai xưa nghiện ngập, những cái giới của mình. Thật ra nhiều khi người ta nghĩ cứ lo làm thiện. Thì cái tốt á, là đó là rất tốt. Nhưng mà phải chặn cái ác, thì cái thiện đó mới được viên mãn. Thì điều chặn ác đó là những cái giới mình phải giữ. Bây giờ tới cái chỗ mà quan trọng nhất của chúng ta đó, chỗ nhắm của chúng ta là gì? Giàu sống trăm năm, không thấy được pháp sanh diệt. Không bằng sống ngày mà thấy được pháp sanh diệt vô thường. Giàu sống trăm năm mà không thấy được cái câu bất tử, không bằng sống ngày thấy được cái pháp bất tử. Mình tìm cái không sanh, mình bị cái sanh này nó làm cho mình đau khổ quá rồi. Bây giờ mình phải tìm cái không sanh. Bị cái già này nó làm cho mình đau khổ quá nhiều rồi. Bây giờ mình phải tìm cái không già. Bị cái bệnh này nó làm cho mình quá đau khổ, mình phải tìm cái không bệnh. Để cái chết này nó làm cho mình bao nhiêu là nước mắt, bao nhiêu là sầu khổ. Mình tìm đến cái bất tử, không chết. Chúng ta phải đứng gõ cửa bất tử. Đây là câu nói trong kinh Nikaya, Đức Phật thường nói. Gõ cửa bất tử. Thì cánh cửa bất tử mở ra, đó là thành tựu chánh kiến đó. Nhìn thấy được bản chất thật sự của đời sống này, đó là thấy được pháp sanh diệt đó. Sanh ra để được chết chứ không có gì hết á. Hai cái chữ đó mà mình thấy được là cả một cái công trình trí tuệ vĩ đại. Thấy được sự sanh diệt, sự tàn hoại, sự biến diệt. Phải thấy được, dù sống 100 năm, nếu mà không thấy được cái câu bất tử, không bằng sống một ngày thấy được pháp bất tử. Pháp bất tử là pháp gì? Nhiếp phục và diệt tận vô minh tham ái, đó là pháp bất tử. Vô minh và tham ái, chấm dứt. Vô minh và tham ái đối với ngũ uẩn này, chấm dứt, diệt tận. Thì đó là thể nhập thế giới của bất tử. Tại sao chúng ta sanh tử?
không biết ngũ uẩn, không biết bản chất của đời sống này, của thân xác này, cho nên ưa thích, đam mê, khao khát, chạy đuổi, hy vọng, ước mơ, ảo tưởng, ảo vọng, ảo giác. Khi mình thấy ra được cái đống tro tàn này, đống xương trắng, bồ câu, thấy chúng còn vui gì nữa. Cái đống xương trắng, cái màu trắng của chim bồ câu, thấy chúng còn vui gì. Rồi thấy được sự thật đó, thì chúng ta không phá được vô minh tham ái, thì cái đời sống tiếp tục không còn. Không còn những cái dữ liệu, dữ kiện, những cái tư cụ, những cái chất liệu của đời sống tiếp theo nữa. Cho nên đây là thể nhập bất tử. Làm sao mà hàng ngày chúng ta phải nhìn thấy được cái vô minh này để mà mình phá nó. Chúng ta phải nhìn thấy được cái khác ái này để mà mình hiếp phục nó. Phải nhìn thấy. Phải tác ý thường xuyên đối với cái sự yêu thích cái đời sống này, yêu thích cái sắc này, yêu thích những cái cảm giác này, yêu thích những cái nghĩ tưởng, nhận thức này. Tác ý. Có cái gì trong đây? Có cái gì trong này? Có nước mắt trong này? Có những suy tính trong này? Có những lo toan trong này? Có những sợ hãi trong này? Chứ có cái gì trong đây? Mình tác ý thường xuyên đó, những cái câu nói trong đó, những cái trí huệ mà mình đã thành tựu đó, mình phải nhắc thường xuyên, tác ý thường xuyên luôn. Đi đứng nằm ngồi. Mỗi khi nó yêu thích lên, có cái gì trong nợ? Có cái gì ở ngoài đó? Trong thân này nó có cái gì? Ở ngoài kia nó có cái gì? Cuộc đời này nó có cái gì? Tự hỏi vậy đó, tự vấn vậy đó. Trong lúc mình ngồi một mình, trong những lúc mình đi một mình, trong lúc mình thiền quán, mình nói gì chứ trong thân này là cái gì? Có cái gì trong này? Thì mình đem 32 thế trượt ra. Ngoài đời sống kia nó có cái gì? Có dịch bệnh, có tai nạn giao thông, có vợ chồng giết hại lẫn nhau vì mấy câu nói, có cha con thù hằn nhau vì khối tài sản. Có anh em giết hại nhau, có cướp bóc, có sự gian xảo, có những thủ đoạn, những mánh khóe, những sự ác độc, tham mềm. Có cái gì? Có cái gì? Có cái gì mà để cho mình đi chạy đuổi hoài, mình tìm kiếm hoài? Có cái gì? Bản chất cuộc đời là trống rỗng và vô nghĩa, là tham sân si, là những đống tham dục to lớn, những đống lửa của sân hận đang bùng cháy khắp thế giới này, là những cái núi tu di của bản ngã đang đè nặng lên đầu, lên cổ của tất cả những hữu tình, những chúng sanh. Có cái gì? Có cái gì trong cuộc đời này ngoài những cái đống tham lam, tham dục, ác tham? Có cái gì?
ngoài những cái đống, những cái biển lửa của sân hận, sẽ tức giận, sẽ thiêu đốt, sẽ hủy hoại, sẽ giết hại, sẽ tàn phá thân tâm này. Có cái gì khắp hành tinh này, có cái gì ngoài cái bóng đêm của vô minh trùm phủ, che phủ, bao phủ hết khắp hành tinh này? Đêm dài của vô minh, của tâm tối, của si ám, của khổ đau. Có cái gì, có cái gì ngoài cái vên váo ta đây hóng hách, hách dịch bản ngã, chấp ngã, để hành tội nhau, hành hạ nhau, hành sát với nhau, đài đọa với nhau? Có cái gì, có cái gì trong này, trong cái đống tro tàn trước mặt này, có cái gì? Thường xuyên tác ý, thường xuyên tư duy, thường xuyên nhắc nhở, thường xuyên tác động tâm ý, luôn luôn nhắc hoài, dạy cái tâm mình hoài, huấn luyện cái tâm mình hoài, gõ cái đầu nó, chẻ cái đầu nó ra, cái đầu ngu si vô minh chấp ngã đã chẻ ra. Để cho nó bừng tỉnh, bừng tỉnh, bừng tỉnh, bừng tỉnh cái đời sống vô nghĩa, vô thường này, cái đời sống vô tình này. Mới vợ chồng hôm trước, bữa sau trở thành kẻ thù rồi. Mới anh em nó quay mặt trở lưng, thành người dưng, xa lạ còn hơn người dưng. Nói mẹ con nó đụng tới tiền bạc, tài sản, sổ đỏ, sổ hồng là bắt đầu thư kiện với nhau. Thật là vô nghĩa, vô nghĩa, vô nghĩa là đời sống này. Vô tình, vô nghĩa, vô thường, vô ngã, trống rỗng, trống không. Có gì trong đây hết á, không có gì ngoài đống tro tàn này nè. Thân xác này đang ngồi đây rồi sẽ trở thành đống tro tàn như vậy đó. Ngọn lửa này hãy quán là ngọn lửa của quả, lò quả tán, không có gì hết. Mọi cái hơn thua, mọi cái tham, mọi cái sân hận, làm khổ cho nhau, hành tội, hành sát, hành hạ với nhau. Mình nhìn lại đi, trong quá khứ mình, trong gia đình mình đó, mình có làm khổ cho con mình không? Cho vợ chồng anh em của mình không? Cho cha mẹ mình không? Vì cái tham sân si bản ngã đó, vì cái dục vọng đó, mà hủy hoại chính mình, hủy hoại người khác, thậm chí là tự giận, hủy hoại cái thân xác này của cha mẹ sanh thành nuôi dưỡng. Chỉ cần cái dục thôi, cái ái thôi, nó hủy hoại hết, giết hết. Vô nghĩa là đời sống này, vô tình, vô thường, vô ngã. Có cái gì đáng, có cái gì đáng để mà mình lưu luyến, để mà mình đam mê, để mà mình dính mắt, chạy cái gì, chạy theo cái gì? Lấn như nhau đi trước một chút thôi là nó cán nát hết, nhầy nhụa một đống. Vì cứ hơn thua chút xíu đó, muốn phải qua, phải chạy qua, phải chạy nhanh lên, cái dục đó, cái sự thúc dục ở trong á, và một đống, một đống nhầy nhụa văng ra mũ máu. Vì giá trị ý nghĩa đời sống này là cái gì?
Sự vận hành của thế giới này là gì? Là dục, là tham dục. Ở ngoài ta nói cái câu gì? Sống là phải tranh đấu. Đó, ta dạy dỗ cho theo những cái sự vô minh. Cái luận tranh, cái khẩu tranh, cái cạnh tranh, cái chiến tranh. Để làm cho đau khổ với nhau, tàn hại lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau. Đó, bây giờ chiến tranh đang nổ ra Myanmar đó. Việt Nam chúng ta là phải đưa máy bay qua, rước người Việt mình về. Đau khổ, cái lòng dục vọng, tham muốn của con người nó tàn hại, nó làm đau khổ vô lượng vô số người khắp hành tinh này. Cho nên nhìn ra rồi mình thấy ê chề lắm, chán chê gớm ghê. Cho cái tâm u mê này nè, cái tâm mà đầy dẫy những cái dục vọng, sân hận, si mê, bản ngã này nè, và tất cả chúng sanh hữu tình là sao? Quay cuồng ở trong đó, điên đảo ở trong đó, nổi chìm trong đó, trầm nịch ở trong đó, bị đại đọa hành hạ trong đó, nước mắt đầy mặt, đau khổ than khóc, thậm chí là mất mạng. Nhưng mà làm sao để thoát ra tham sân si? Làm sao để thoát ra bản ngã? Họ đâu có biết cái con đường. Cho nên chúng ta hết sức là may mắn, hết sức là phước lành. Chúng ta mục đích thật sự của đời sống này là gì? Là cầu pháp, ngộ pháp, đắc pháp, chứng pháp và thể nhập vào pháp. Đó là mục đích duy nhất tối thượng của đời sống này. Ngoài chánh pháp ra không có gì khác. Mà pháp là gì? Là con đường thoát ra. Con đường để thoát ra khỏi đó, khỏi cái biển lửa đó, khỏi cái sự điên đảo của dục vọng đó đó, khỏi cái sự mà đấu tranh trong sân hận đó, trong vô minh si mê bản ngã đó. Pháp chính là con đường thoát ra, xuất ly đạo lộ, thoát ra, thoát ra, thoát ra, đi đến cảnh giới của bất tử, đại bình an tuyệt đối của Niết Bàn. Đó là mục đích tối thượng của người tu chúng ta, mục đích tối thượng của đời sống này, mục đích cao tột và duy nhất sự có mặt của chúng ta trên cuộc đời này, là tìm con đường thoát ra. Con đường đó duy nhất Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã chứng ngộ triệt để viên mãn hoàn toàn và cứu cánh. Và ngày hôm nay chúng ta đang học, đang nghe, đang thực tập và đang đi trên con đường đó. Hạnh phúc không? Dù sống 100 năm mà lười nhác không tinh tấn, không bằng sống một ngày tinh tấn tận sức mình. Hãy sống cho nó quanh liệt, hãy sống cho nó rực rỡ, hãy sống cho nó quái hùng, hãy sống cho nó mạnh mẽ. Ở trên con đường thánh đạo, thánh pháp, thánh trí, thánh tuệ này, chết vinh quang lắm, đừng có sợ. Chúng ta đã chết vô lượng lần, vô biên lần, vô số lần, trăm ngàn vạn ức lần rồi. Chúng ta đâu có thấy con đường thoát ra đâu. Bây giờ nếu mà chết để tìm được con đường thoát ra thì 1000 cái chết này cũng xứng đáng vinh hạnh, vinh dự, vinh quang, tôn vinh. Đó là mục đích duy nhất của đời sống này.
mục đích độc nhất, cầu pháp, thấy pháp, ngộ pháp, chứng pháp, thể nhập vào pháp, để khám phá, để nhìn thấy được cái bộ mặt thực sự của thế giới này là trống rỗng, là trống không, là vô nghĩa, là vô thường, là vô ngã, không có cái giá trị gì hết. Những đời sống đầy dẫy với tham sân si, với bản ngã, làm khổ mình, làm khổ người, làm hại mình, hại người, làm đau đớn cho mình, đau đớn cho người khác, và đi đến cái ngõ cụt không biết lối ra. Sống như vậy thiệt là đau khổ, sống như vậy thật là si mê, sống như vậy thật là vô minh, sống như vậy thật là ưu tư, sầu đau, phiền não. Chúng ta nguyện là không sống như vậy, thoát ra, bước ra, chạy ra, vượt ra, xuất ly đạo lộ. Dầu sống 100 năm mà không thấy được câu bất tử, không bằng sống 1 ngày thấy được cái pháp bất tử này. Bất tử, bất tử, bất tử là pháp của Đức Như Lai. Thể nhập bất tử, phá tan cái vô minh và khác ái này, để thể nhập thánh trí bất tử, gõ cái cánh cửa bất tử mà bước vào thế giới của bất tử. Này các tỳ kheo, sau khi thấy rõ sự nguy hại của cái bị sanh, ta tìm cái không sanh. Sau khi thấy rõ sự nguy hiểm và tác hại của cái bị già, ta tìm cái không già. Sau khi thấy rõ sự nguy hiểm và tác hại của cái bị bệnh, ta tìm cái không bệnh. Sau khi thấy được sự nguy hiểm, tác hại và khổ đau của cái bị chết, ta tìm cái không chết. Sau khi thấy rõ những nguy hiểm, tác hại, khổ đau đầy dẫy những nước mắt của cái bị sầu, ta tìm cái không sầu. Sau khi thấy rõ những sự nguy hiểm và tác hại, khổ đau đầy nước mắt của những cái thứ bị quế nhiễm, ta tìm cái vô cấu, không nhiễm, và ta, một thái tử, ta cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, tuổi thanh xuân, mái tóc còn đen nhánh giữa thời vàng son tuổi trẻ của niên thiếu, trong nước mắt của mẹ cha, trong sự đau thương của thân tộc, ta đã vứt bỏ ngai vàng, vương vị, những quyền uy, những danh vọng cao tột của thế gian này. Ta đã từ bỏ, từ khước, giả từ ta một mình xuất gia đi tìm cái gì cao thượng, chí thiện, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách. Ta đi xuất gia là để tìm cái gì cao thượng hơn, chí thiện, vô thượng, an ổn, khỏi các khổ ách. Một con đường an tịnh. Và này các tỳ kheo, ta đã chứng đắc cái không già,
chứng đắc cái không bệnh, không chết, chứng đắc cái bất tử, không sầu, không uế nhiễm. Và nay ta là Như Lai, bậc chánh đẳng chánh giác, tuyên thuyết về con đường tiêu diệt tất cả khổ đau. Chúng ta thấy rõ được mục đích của đời sống này chưa? Cầu pháp, học pháp, thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp và thể nhập vào pháp bất tử. Con kính mời sư phụ, quý thầy, sư cô cùng toàn thể đại chúng cùng nhau trải tâm tự. Bằng tình thương, bằng từ tâm, bằng tấm lòng luôn nghĩ đến sự an lạc, an ổn cho chính mình. Cũng vậy, con chân thành cầu nguyện sự an lạc, an ổn này cũng đến với chư vị nơi này, chư vị nghe hiểu được âm thanh này, cùng hữu tình trong trời đất rộng lớn này. Mong tất cả đều được tâm thương này thấm nhuần mà dễ chịu, an lạc và bình an, tìm được hạnh phúc và an vui cho mình, lòng yêu thương tự thân mình và yêu thương muôn loài. Mong tất cả có được trí tuệ, thấy được sự vô thường của đời sống này, tâm chán ngán từ bỏ những xác thân năm uẩn vô thường này, để thể nhập vào tâm an tịnh, trong sạch, trầm lặng, giải thoát khỏi biển sanh tử và chấm dứt hết mọi khổ đau. Lòng tha thiết chân thành cầu nguyện sự an lạc, bình an, trí tuệ và giải thoát cùng khắp tất cả. Xin mời đại chúng đi làm gì mà mình thấy là thích hợp.